nay cải tạo của chúng ta vô cùng độc lạ, kết cấu nhà cửa đạt đến mức cao nhất. Chuyên gia cắt đứt cột nhà, dùng thiết kế tài tình, biến thiếu sót ảnh hưởng đến cải tạo thành điểm sáng của cả căn nhà. Người ủy thác lần này là một người phụ nữ tốt bụng. Chị Aiko, cô hy vọng có thể cho em gái một căn nhà an hưởng tuổi già. Nhà Goudo nằm ở thị trấn Chino, quận Kozu, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản. 2 năm trước, mẹ và chị cả lần lượt qua đời, để lại chị hai và chị ba và em năm sống ở đây. Em năm Sumiko do phẫu thuật cắt bỏ cuống họng, không thể nói chuyện, cơ thể còn đang hồi phục, cần người chăm sóc. Căn nhà bị hành lang chia thành hai nửa, đến chỗ nào đều cần thay dép, nền đất và sàn nhà cách nhau 52 cm, không cẩn thận là ngã. Nhà vệ sinh ở bên ngoài, đi vệ sinh rất bất tiện. Luôn không yên tâm em gái, không yên tâm em gái. Bốn chị em Aiko với người chồng Saburo muốn chuyển đến sống cùng, nhưng do không đủ phòng, đến tối ngủ phải đi qua hàng lang quăng chăn. Nhìn thấy gia đình sống trong môi trường bất tiện như vậy, Aiko quyết định cải tạo căn nhà để cho gia đình có thể yên tâm sống cuộc sống cuối đời. Người nhận ủy thác là chuyên gia cải tạo Pai Santiren. Ông được gọi là nhà chỉ huy linh hồn của nhà cửa. Trước khi cải tạo, Pai San bước đi vững chắc đến hiện trường khảo sát, đón ông là gia đình Goudo. Căn nhà Goudo xây 64 năm trước, diện tích 126m², là một ngôi nhà một tầng, trải qua 2 lần mở rộng trước sau. Đi vào sảnh, nơi đây là tiệm xe đạp, cửa sổ tiếp đất của sảnh có thể nhìn thấy rõ từ phía ngoài tình hình của căn nhà. Cả gia đình đi ra ngoài, đầu tiên phải khóa cửa sổ từ bên trong, sau đó rời đi từ cửa sau. Trần nhà có hở, gió lạnh mùa đông sẽ thổi vào trong nhà. Đi đến chỗ ở, Pai San phát hiện bùn đất dọc hành lang lại thông với bên ngoài. Ngoài ra, nền đất và nền nhà còn cách nhau 52 cm, cả nhà đều là dựa vào cửa rồi leo xuống. Pai San lặng lẽ sờ lên cửa giấy, nói như vậy rất nguy hiểm, đến tối đi ngủ cả gia đình phải trèo lên trèo xuống, sau đó lấy chăn gối từ tủ ném sang bên, vô cùng bất tiện. Đến phòng Sumiko, Pai San hỏi cô, cảm nhận khoảng cách phía đối diện, chỉ thấy Sumiko giơ dấu X bày tỏ trải nghiệm không tốt. Thì ra cô ngã ở đây rất nhiều lần, nhiều đếm không xuể. Pai San nói, hy vọng có thể mượn cải tạo lần này cải thiện tinh thần cho Sumiko. Sumiko chùi tay vào áo, sau đó xúc động bắt tay Pai San. Nhà bếp ở chỗ sâu nhất hành lang, nơi đây hoàn toàn rộng mở, không có cửa đẩy, có thể chạm đến trần nhà. Bàn ăn đặt ở rìa, không cẩn thận là đổ xuống. Lúc ăn cơm, cả gia đình phải đem cơm bưng lên phòng khách. Do bưng cơm, chỉ có thể dựa vào sự cân bằng cơ thể và trèo lên khoảng cách 52 cm, không cẩn thận là nhịn cơm. Đối diện nhà bếp có cái giếng, cả gia đình đều dùng nước ở đây. Tường và trần nhà không hề kín gió, gió lạnh lúc nào cũng thổi qua khe hở. Bồn tắm trong góc, mở cửa ra là nhà bếp. Trong nhà đều là phụ nữ, cho nên không sao. Giờ có thêm Saburo thì rất bất tiện. Xem xong căn nhà, Pai San ngạc nhiên hỏi, ở đây không có nhà vệ sinh sao? Chị hai lập tức dẫn Pai San ra ngoài. Thì ra nhà vệ sinh ở ngoài đều ướt người khi trời mưa, vừa lạnh vừa bất tiện. Đối với Sumiko sinh hoạt bất tiện mà nói, đây là khó khăn lớn nhất. Khảo sát xong, gia đình Goudo sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Cái tủ này luôn được cha mẹ sử dụng, lớp sơn đỏ bên ngoài là tự tay mẹ quét lên, chứa đựng ký ức của gia đình. Từ trước tới nay, gia đình đều bảo quản cẩn thận. Chị hai nói với máy quay, mặc dù em gái luôn nói bệnh tật gây phiền phức cho chị bằng chết quách đi, nhưng đối với chị hai mà nói, chính là vì có Sumiko, cô sống mới có ý nghĩa. Tình chị em sâu đậm, nhìn thấy mà rơi nước mắt. Cải tạo chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên là tháo dỡ công trình, chỉ thấy thợ đến là thợ tháo dỡ trần nhà, dỡ tường, dỡ nền, tháo dỡ cặn kẽ. Tháo dỡ xong, căn nhà hiện ra diện mạo vốn có. Pai San phát hiện vấn đề nghiêm trọng, phần chủ thể của cấu trúc 64 năm trước, dầm nhà rất mảnh, kết cấu mong manh, trong đó một cây cột bị mọt ăn, chỉ còn lại 3 cm, làm bệ chống đỡ, vô cùng nguy hiểm. Càng khiến người khác kinh ngạc là, hòn đá của phần mở rộng, chỉ có 1 cm, đặt ở rìa mương nước, chỉ cần động đất nhẹ, lập xuống, kết cấu phần mở rộng khác nhau rõ rệt, đồng thời riêng biệt với kết cấu chủ thể, nếu xảy ra lắc lư, sẽ va vào nhau gây tổn hại. Sau khi rõ vấn đề, đầu tiên Pai San đựng cột sắt cho cả căn nhà, sau đó thay cái cột bị mọt ăn đi, sau đó tháo dỡ toàn bộ phần mở rộng, chỗ máng nước, tiếp đó đến mặt khác của căn nhà, chặt từng đoạn nhỏ từ phía dưới vách tường, sau đó cưa đứt cột nhà,
tháo đế. Đây là thao tác gì? Chỉ thấy thợ lắp đặt dầm gỗ, có đế ở dưới vách tường, có tác dụng chống đỡ. Tiếp đó dưới phần đế mới, đặt cốt thép, khớp với ván gỗ, rồi lấp xi măng vào. Sau khi khô, hình thành mặt nền rắn chắc. Cuối cùng, tăng gia tăng kiên cố, cho bản gỗ mỏng và khoan bản gỗ liền kề với nhau, thực hiện kết cấu hóa. Thực sự, gia tăng kiên cố xong, Oai San tháo dỡ nóc nhà và lợp lại mái ngói mới. Lúc này, Oai San đang mở một lỗ to trên nóc nhà, đúng vị trí của giếng nước. Oai San nói chuẩn bị làm sân ở đây, đồng thời cũng cho căn nhà ánh sáng và thông gió. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm sân ở giữa nhà. Chúng ta cùng mong chờ kết quả cuối cùng để làm thực hiện nguyện vọng mở tiệm của Eco. Oai San thiết kế hai sảnh phía ngoài, một cái đi vào tiệm, một cái đi vào nhà. Nóc tiệm lợp ngói gỗ, cửa bên ngoài lắp gỗ đen, tạo ra phong cách cổ xưa. Trong tiệm đều đổi mới, duy nhất cây cột nhà còn nguyên, đến cả ký ức về mẹ cũng được giữ lại. Đây là món quà của Oai San dành cho nhà Goudo. Mặt bên của căn nhà cũng thiết kế một sảnh, đồng thời làm con dốc tiện cho Sumiko đi lại. Oai San nghĩ quá chu đáo. Xe vận chuyển đến, cánh cửa Oai San thiết kế phần trên đảm bảo tính riêng tư, đồng thời cho ánh sáng đi vào. Phần dưới có thể đóng lại bằng cách kéo xuống, đóng cửa cũng có thể thông gió. Lúc này có một chiếc máy xúc đến, chỉ thấy nó múc đất tạo thành một hố hình chữ nhật. Đây là để làm gì? Thì ra đây là đặt hố ga. Vì mở tiệm thế nên cần lắp đặt hố ga cho 18 người, đáp ứng được yêu cầu. Chuyển cảnh, Oai San đến một xưởng gia dụng. Ông bảo thợ làm 10 cái ô gỗ khác nhau. Đây là để là gì? Vẫn như cũ, bình luận nổi hoặc bình luận nói ra đáp án. Về chỗ làm, Oai San thực hiện người dưới sân vườn. Thợ dựng tấm ngăn, cho xi măng vào, tạo thành một đường dẫn nước. Sau đó hạ thấp thành giếng, rồi chát lớp mới. Cuối cùng, trồng cỏ lên và xếp đá, tạo thành sân vườn. Độc lạ, mê người. Tôi cũng muốn một cái sân vườn như vậy. Đến lúc nói đáp án rồi, Oai San chuyển người ô gỗ vào trong phòng, cố định sát tường, tạo thành hình cầu thành, tủ đựng đồ, tận dụng không gian. Thì ra không gian trên nóc được nới cao thành gác mái. Bên trái là nhà kho, bên phải là phòng làm việc của Saburo. Lan can bên cửa sổ có thể làm bàn, lúc không cần có thể thu lại, không chiếm diện tích. Quá thần kỳ rồi, tôi thật sự mê thiết kế này. Đây mới gọi là nhà thiết kế chứ. Chỗ này còn lắp đặt cửa sổ có thể nhìn ra sân vườn, tạo cho người ta cảm giác thông thoáng, lại còn thoải mái. Trải qua thiết kế tận tâm của Oai San, cải tạo cuối cùng hoàn thành. Nhà của Goudo có sự thay đổi thiên biến vạn hóa. Ba gian phòng tách rời trước kia, bây giờ sửa sang kết cấu, nâng cao mái nhà, hình thành một chỗ ở thống nhất mới. Tiệm xe đạp trước kia bây giờ trở thành tiệm ăn của vợ chồng Eco, như có sức sống mới. Cửa ra vào lắp đặt mái hiên, có thể cho khách nghỉ ngơi. Biển hiệu của tiệm là tập, do chữ Studioi tạo thành, đầy cảm giác sáng tạo. Bên quầy là cột nhà, người mẹ tự tay sơn. Bên trên treo chứng nhận của tiệm xe trước kia, kể ra lịch sử của nhà Goudo. Trong góc tiệm còn lắp đặt nhà vệ sinh cho khách. Quầy ăn không những có thể đi đến nhà bếp với sảnh, cũng có thể vứt rác ở mặt bên, tạo thành kết nối tiện lợi. Phía sau đặt cái tủ trước kia của người mẹ, tăng thêm cảm giác lịch sử. Sảnh của căn nhà được thu nhỏ, như vậy sẽ không bị mưa tạt tới. Bên cạnh căn nhà cũng lắp đặt một cánh cửa, con dốc thoải, vịn tay vững chắc để cho Sumiko tiện đi lại, mở ra một kết nối thuận tiện. Trên tường lắp tủ giày gấy, cửa có lưới tản nhiệt, thiết kế vô cùng chu đáo. Nền nhà và mặt sàn trước kia cách nhau 52 cm, bây giờ loại bỏ khoảng cách, lót sàn nhà lên, mở rộng không gian sinh hoạt, ánh sáng chiếu rọi căn nhà, không gian cất đồ siêu rộng, đủ để đựng bát đĩa cả gia đình. Bên cạnh bàn ăn là tủ đựng cha mẹ luôn dùng, cải tạo một chút trở thành tủ đựng đồ, để mỗi khi gia đình ăn cơm đều có thể nhớ lại. Căn phòng đựng chăn bây giờ là phòng tatami ấm cúng, đặt tượng Phật ở đây, bình thường có thể làm phòng khách để vợ chồng Eco có thể chăm sóc em gái Sumiko. Tiệm ăn thông với nhà bếp, tạo thành kết nối tiện lợi. Bên cạnh nhà bếp là phòng tắm và bồn rửa. Nền phòng tắm dùng lát gạch chống trượt cho tay chân. Trên tường có tay vịn, cung cấp sự bảo vệ cho em gái. Sau bồn rửa là máy giặt và tủ đồ. Chỗ này còn có cánh cửa thông lên nhà, như vậy sẽ không cùng đường. Căn phòng dễ ngã trước kia của em gái, bây giờ bỏ khoảng cách, lót sàn gỗ mềm. Nhà vệ sinh nằm ở chỗ gần em gái nhất, không cần phải đi ra ngoài đi vệ sinh nữa. Khu dùng nước âm u trước kia
bây giờ là sân vườn độc đáo, có ánh sáng chiếu vào. Sửa lại giếng, trở thành cảnh quan tươi đẹp, cửa sổ sát đất ba phía, có thể ngắm phong cảnh bốn mùa. Nhà bếp thấp mái, chật chội trước kia, bây giờ trở thành phòng ngủ của vợ chồng ấy cô. Nâng cao mái nhà, để phòng trông có vẻ rộng rãi hơn. Cùng lúc, lắp đặt không gian gác mái, cầu thang đi lên gác mái, có chức năng cất đồ, tận dụng không gian triệt để. Đi lên cầu thang, bên trái là chỗ để đồ, kéo bậc thềm âm tường, có thể dễ bước vào. Bên trái là căn phòng, đặc biệt làm cho Saburo, với bàn hợp thể với lan can, lúc không cần có thể thu lại. Nói thật, thiết kế này khiến tôi kinh ngạc, không biết mọi người cảm thấy thế nào. Bồn rửa và nhà tắm trước kia, bây giờ trở thành phòng ngủ mới cho chị hai và chị ba. Nhiều năm nay, lần đầu tiên bọn họ có phòng riêng của mình, giữa hai phòng ngủ, là một tủ hai mặt có thể sử dụng, không lãng phí không gian. Căn phòng chị hai đảm đương việc nhà, còn có một cánh cửa, có thể đi đến nhà tắm và nhà bếp, cho cô sự thông nối thuận tiện. Sân phơi quần áo đơn giản trước kia, bây giờ trở thành sân thượng lộ thiên. Ngoài phơi quần áo ra, còn có thể ngồi đây, nhàn nhã ngồi uống trà chiều. Mỗi thiết kế của Aisan đều suy nghĩ đến mỗi người, rốt cuộc có khiến gia đình Goudo vừa ý. Cuối cùng đến lúc gia đình họ quay về, cả gia đình bước đi thư thái, đến trước nhà, liên tục khen ngợi. Nhìn thấy tấm biển hiệu, hai vợ chồng cảm nhận được sự tận tâm của Aisan. Đẩy cửa đi vào, hai vợ chồng vô cùng vui mừng. Nhìn thấy cây cột sơn đỏ của người mẹ, với chứng nhận của tiệm xe đạp, cả gia đình rơi nước mắt. Giống như được cha mẹ bảo vệ vậy, đi ra ngoài tiệm, cả gia đình phát hiện hai cánh cửa. Chị hai dắt Sumiko đi lên dốc, em gái giơ hai tay, biểu thị rất đỉnh. Đến nhà bếp, cả gia đình lập tức phát hiện tủ đựng trước kia, vô cùng vui mừng. Vào phòng em gái, cô nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy ánh sáng, hy vọng từ đôi mắt của cô. Cô cầm bút, viết dòng chữ khiến tôi cảm động, không thể dùng ngôn từ biểu đạt. Sống thật tốt. Khi nhìn thấy sân vườn ở giữa, họ kinh ngạc, cái giếng chiếm diện tích trước kia, lại trở thành khung cảnh tươi đẹp, quá đỉnh. Nhìn thấy căn phòng riêng của mình, chị hai không kìm được xúc động. Chị ba đến phòng của mình, ngồi bên cạnh cửa sổ nói, phòng cô quá đẹp, buổi tối có thể ngắm sao. Đây chính là căn phòng trong mơ. Đến phòng vợ chồng Aiko, bọn họ không dám tin, nóc nhà lại cao như vậy, còn có tầng gác mái. Đi lên cầu thang, hai vợ chồng cảm thán, tầng gác mái quá tinh tế. Ngồi cạnh bàn, quay đầu có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, còn có gió nhẹ thổi, thật sự hoàn hảo. Saburo vô cùng cảm ơn sự chuyên tâm của Aisan. Cuối cùng, Aisan đến, cả gia đình liên tục kính lễ. Aiko nói, cải tạo quá xuất sắc, đây chính là ngôi nhà mơ ước của chúng tôi. Aisan vui vẻ nói, hy vọng mọi người có cuộc sống vui vẻ ở đây, cha mẹ và chị cả trên trời có thể nhìn thấy bốn chị em sống chung hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất mừng. Lần cải tạo này tốn 20.996.000 yên, tương đương hơn 4 tỷ VND.